Mượn bên app gọi là tín dụng đen á anh, dưới 6 triệu nó có xuống nhà không anh, mong anh rep. Thì á, em có mượn ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà thật ra những cái app á, mọi người lúc mà những cái app nó sẽ có những cái cơ sở để nó thu hồi nợ khác với những cái công ty tài chính. Những cái app của những cái ở trên mạng đó, mọi người hay nói có app này app kia, rất là nhiều app á, và đa số là mọi người vẫn biết đó là tín dụng đen nhưng mà mọi người vẫn vay á. Có nghĩa là trong cái lúc mình cần quá thì mình cứ vay thôi, mình không có nghĩ nó là cái gì hết. Rồi tới lúc mình vay xong rồi mình không có tiền trả thì mình gọi là tín dụng đen, thì nó cũng hơi oan ức cho những cái app đó. Nhưng mà thật ra mọi người, thường là những cái app này á, sau khi mà mình tải về để mình đăng ký mình vay vài triệu, tại vì những cái app á, thường thường nó cho vay với cái số tiền rất là nhỏ, vài triệu, 1 triệu, 2 triệu, 500, 2 3 triệu gì đó. Rồi nếu mà mình không trả, có nghĩa là mình không có cam kết trả đúng ngày cho nó, thì cái mức lãi của nó hầu như là tăng rất là nhiều, tăng 50% hoặc là tăng 100% luôn. Thì á, nó sẽ có những cái cách thu hồi nợ khác với những công ty tài chính. Thì thường những cái app mà mọi người, cái lúc mà mình tải về nó sẽ bắt mình truy cập vào quyền danh bạ, đúng không? Thì nó sẽ truy cập vào được những cái thông tin đó để nó gọi đến những cái người thân hoặc là những cái người bạn bè của mình để nó làm phiền tất cả mọi thứ, kể cả việc là nó có thể đăng hình của mình lên trên Facebook, bình luận vào những cái thông tin trên Facebook đó đó, hoặc là nó công khai tất cả mọi thứ, nó làm cho mình ngoài việc á, ngoài việc làm nó không biết là nó có thể lấy lại tiền được hay không, nhưng mà nó sẽ tìm hết tất cả mọi cách để nó lấy lại được cái đồng tiền của nó. Thì nó gọi điện làm phiền hoặc là làm bôi nhọ những cái hình ảnh của mình, những cái gì đó rất là riêng tư, rồi làm cho mình cũng phải rất là suy nghĩ á. Nên mọi người á, trước khi mình quyết định vay qua những cái app không chính thống hoặc là vay qua những cái app mà mấy bạn đã biết đó là tín dụng đen, đã suy nghĩ đó là tín dụng đen mà mọi người vẫn vay, thì mọi người phải chấp nhận cái hậu quả. Còn việc có xuống nhà hay không thì Ngọc nghĩ là sau khi nó làm hết tất cả mọi thứ mà nó vẫn không lấy lại được tiền thì nó sẽ xuống nhà đó. Cảm ơn em.